Thưa quý vị, sau lùm xùm chuyện chưa giải ngân hơn 14 tỷ đồng quyên góp từ các nhà hảo tâm cho đồng bào lũ lụt miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh đã bị đề nghị thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đơn thư của một cá nhân. Người này đệ trình lên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của nghệ sĩ Hoài Linh. Trong đơn còn đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên internet có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận công văn từ Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện sở đã giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, xác minh báo cáo bộ và phản hồi khi có những thông tin chính thức. Danh hài Hoài Linh vướng vào lùm xùm trong việc chậm giải ngân số tiền hơn 13 tỷ đồng do quyên góp từ các nhà hảo tâm để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung trong thời gian vừa qua. Và việc chậm trễ này được danh hài giải thích là do dịch bệnh và đã có những kế hoạch thay đổi và thay mặt nhà hảo tâm đi ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng rồi lại bị lùi lại. Nhiều người cho rằng lời giải thích của nghệ sĩ Hoài Linh là chưa thỏa đáng.